Chào mừng em đã trở lại ví dụ của mình. Trong những video trước mình đã chia sẻ với anh em rất nhiều động tác kỹ thuật tấn công. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta tạo nên một trận thắng chiến thắng. Đó là cách phòng thủ. Làm thế nào để anh em có thể phòng thủ được một tốt hơn khi mà phòng thủ của một bây giờ đang là một trong những xu thế mà các đội bóng đang yêu cầu và đang sử dụng. Let's go. Khi mà mình đứng bằng gót đúng không? Đó, thấy không? Cái việc đó thì khiến chúng ta rất là bị động. Kể lại là nào. Thay vì đó này, với chân chúng ta linh hoạt này. Nhìn này, chân chúng ta. Ok, chân chúng ta linh hoạt. Thì chúng ta sẽ có thể di chuyển chặn đối thủ tốt hơn. Nguyên tắc thứ hai là anh em đừng cố gắng steal bóng. Nhớ cho mình là đừng cố gắng steal bóng. Đừng cố gắng tham hay chồng. Đúng không? Rất dễ bị lỗi. Mà nhiều khi nhá, giả sử này mình chọc không được này, đối thủ có thể xoay người và qua người ngay lập tức. Khi đối thủ đi nhá, anh em hay có thói quen là giơ tay ra để mà một là cố gắng steal, hai là lấy tay head check, và như thế bây giờ rất dễ bị lỗi. Thay vì đó nhá, khi đối thủ đi mình muốn anh em cố gắng giơ ngực chúng ta ra đỡ, giơ phần trọng tâm chúng ta ra đỡ, không dùng tay nữa. Nào, đâu rồi, lên. Điều này sẽ khiến cho chúng ta phòng thủ chủ động hơn và đối thủ rất dễ bị mắc lỗi tấn công hơn nếu có tác động contact của chúng ta khi chúng ta giơ ngực. Và lúc đấy bay xuống trên không, đúng không, đối thủ sẽ khó chuyền hơn, và khi nhảy ném mình cũng có tay trên không và mình chạy được, đúng không? Mà chắc chắn là khi mà đối thủ đang đi sát mình thì họ bắt buộc phải contact để họ có một weapon, đúng không? Ví dụ nhé, contact weapon tay. Ok, nguyên tắc tiếp theo, chúng ta luôn luôn phải đối diện với người phòng thủ và giữ một khoảng cách vừa phải an toàn. Để sao? Chúng ta không thủ thấp quá để họ có thể giơ tay lên ném được, đúng không? Chúng ta không ra tìm được. Mà nếu chúng ta đứng sát quá, chúng ta cũng sẽ không có trọng tâm để chúng ta bắt đổ, đúng không? Thế nên là giữ một khoảng cách vừa phải. Tay, hand check. Hand check đây mình không muốn nói là các bạn hand check kiểu giảm, mà sao? Một tay che bóng và một tay xe được chuyển. Ok, một tay chạy bóng, một tay chạy chuyển, luôn luôn so lên nhau. Di chuyển và đứng nhá, thì cũng như cái phần trước mình nói là anh em đừng có chôn chân, đúng không? Thì bây giờ anh em này, thay vì anh em di chuyển bình thường nhá, ví dụ lưu đi chậm không, lưu đi nhá, thay vì di chuyển bình thường nhá, đúng không, di chuyển đi ngang, đi cua, đúng không? Rất nhiều người bảo chúng ta là phải đi cua khi phòng thủ, nhưng mình thấy rằng là cái việc đi cua bây giờ mình thấy cực kỳ nó bất lợi cho người phòng thủ. Bởi vì chỉ cần một pha tình huống cross hay đảo hướng là người phòng thủ sẽ bị trôi. Nên mình khuyên trên này, anh em thay vì đi cua là hãy xoay chuyển mặt, hiểu không? Xoay, lưu đi bên trái luôn. Xoay, đi, ok. Xoay, đi. Thay vì chúng ta di chuyển, đúng không? Nó rất là bị động. Bởi vì sao? Khi mà lưu di chuyển như vậy nhá, em di chuyển đây. Khi lưu phòng thủ này, di chuyển thế, đúng không? Họ thể contact cái này là khoảng chỗ được weapon rồi. Thế nên chúng ta hãy di chuyển xoay chiều, được không? Đó, ok. Và một cái nữa mà mình tự nhận thấy trong khi thi đấu, đó là thay vì chúng ta phòng thủ theo người tấn công, mình sẽ phòng thủ đối thủ nhá. Thay vì để đối thủ làm bất cứ thứ gì, ví dụ lưu đi này, đúng không? Mình bắt đầu đi chặn, đúng không? Mình bắt đầu đi chặn. Thì bây giờ thay vì đó thì mình sẽ ép đối thủ đi theo cái đường mình muốn. Là sao? Mình sẽ hơi mở hơi một tí đường, cái đường mà mình muốn lưu đi vào, mình muốn đối thủ này đi vào, đúng không? Bởi vì trong khi thi đấu, giả sử ví dụ thi đấu 5 năm á, mình mở đường như này thì họ sẽ đột vào phía dưới, đúng không? Khi họ đi vào dưới thì họ sẽ có người đồng đội của mình ở đó.
lúc đó chúng ta sẽ có hét, người tấn công sẽ bị động khi mà vào đây là đấm lao team, chưa kể còn người tấn công của đội bạn nữa.